Hôm nay mình sẽ làm về video đi bắt ve, ve sầu cho anh em cùng cảm nhận cái cảm giác bắt ve sầu ban đêm. Ve sầu thường sẽ đậu ở cái chỗ cành non, cảnh xác này. Đây con ve sầu mình bắt mấy con rồi, mình đúc vào trong cái bình nước mình hết rồi, cho nó chết cho nó không thể bay nhảy đi được. Cùng các bạn đi tìm nhá. Đây. Đây chính là một con ve sầu. Đây các bạn nhìn thấy rõ. Đây chính là con này. Mình sẽ bắt con này. Ve sầu đang muối cho các bạn thưởng thức. Đây, mình sẽ quay các bạn rõ luôn. Con này lột xác rồi. Đây, con xanh nhá. Con xanh này thì ăn là vẫn còn non. Con mà nó đã đổi sang màu đen rồi ấy, ăn rất là già nên mình không ăn con đấy. Đấy mình sẽ bỏ. Bây giờ mình sẽ cùng tìm những con mới nhá. Kia, kia chiếc xe của mình nhá. Ở đây khu vực rừng rất sâu luôn. Khi mà mãi rừng sâu mình có thể quay được cái cảnh mình bắt những con ve sầu ấy, lúc nó mới trôi lên ấy. Không hề đơn giản chút nào luôn. Đây, xác mấy con luôn, lúc nó vừa chui đất luôn và trong nó lột xác. Thì xác lúc nó mới chui đất lên thì sau nó sẽ lột xác, sẽ thay đổi. Đấy, xác rất nhiều luôn. Xác này. Đây là rừng sâu ấy. Mình đi mãi rừng thì mới được. Quay luôn. Đi tìm về sầu cho các bạn mình xem. Đây. Đây. Con này lúc nó đang lột luôn. Nó đang lột từ xác lúc nó chui đất lên. Và bây giờ là đây là xác nó lột ra, nó có chết bay lên cây và nó kêu như các bạn nhìn thấy. Đây, con này lột được khoảng tầm 10-15 phút rồi. Con này là đang bắt đầu lột. Mình sẽ bắt cho các bạn xem. Đây, con này bắt đầu đang lột. Con này lột được 50 phút rồi. Bắt hết. Review các bạn là cách chế biến cái món ve sầu này nhé. Đây, con này vừa chui lên luôn, đón luôn. Này, còn đang đậu thì tre này, bắt luôn, rất ngon luôn, béo. Ve sầu chui khá lâu rồi. Đây hình dạng con ve sầu lúc đó vừa chui đất lên và chưa lột xác sống như này. Con ve sầu mới chui đất lên. Đây. À không phải, con này lột rồi. Đây, đây. Nhìn thấy không nhá.
bắt ra sau rất khó luôn. Đây, một con nữa. Không phải gì, xác rồi nhá. Xác rồi, nó lột xác rồi. Không phải gì, ở đây con bảo nguyên rồi. Để cố tìm một con nào đấy nó chưa lột cho các bạn xem. Sao đây? Hôm nay bắt được toàn cái bọn ve lột rồi ấy. Toàn ve chưa bắt được con nào nó vừa chui đất lên. Đang chưa bắt được con nào chui đất lên. Bắt mấy bọn lột rồi xanh xanh. Rất khó luôn bắt mấy con ve này. Bỏ luôn.